Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải SCP-049 Predator Horror Game trên PC với phần mềm giả lập mới. Đây là giả lập khá nhẹ và mượt, cho nên những bạn nào đang sử dụng laptop, máy tính có cấu hình yếu thì nên tải về và sử dụng nha. Và link tải giả lập thì mình để sẵn trong phần mô tả hoặc bình luận của video này. Các bạn đang xem video thì hãy kéo xuống phía dưới thì sẽ thấy và hãy click vào để tải về nha. Và nếu các bạn sử dụng trình duyệt Chrome, thì file tải nó sẽ nằm dưới góc bên trái của màn hình, thì bạn hãy click chuột vào, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng. Và bạn hãy nhấn vào nút cài đặt ở giữa để cài giả lập lên máy tính. Và thời gian cài đặt thì cũng nhanh lắm, tầm 3 đến 7 phút là xong rồi. Và khi cài xong thì bạn hãy mở giả lập lên nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này đi, vì mình đã cài đặt rồi, cho nên không cần cài đặt lại và mình sẽ mở lên để hướng dẫn bạn tải game. Khi mở lên thì bạn sẽ thấy nó có giao diện như thế này, thì lúc này bạn sẽ nhấn vào ô tìm kiếm này và gõ tên game. Sau đó hãy nhấn Enter và chọn game trên màn hình, thì nó sẽ chuyển các bạn qua phần cửa hàng Google Play và đó là yêu cầu bắt buộc. Chính vì thế bạn hãy sử dụng tài khoản game Google để đăng nhập vào nha. Đăng nhập xong thì bạn hãy bấm vào game để được chuyển sang phần tải game. Thì lúc này bạn hãy bấm vào nút cài đặt màu xanh để tải game về. Và lưu ý, ở bước đăng nhập, là vì mình đã đăng nhập trước đó rồi, cho nên bây không cần đăng nhập lại, và các bạn cũng chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất. Và khi tải xong, thì bạn sẽ thấy nút màu xanh có chữ phát, hoặc có chữ mở, open, play thì bấm vào thì game sẽ mở lên và bạn có thể bắt đầu chơi được game rồi đó. Và bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này nha. Lưu ý, bạn hãy mở giả lập này trong 2-3 ngày đầu tiên để nó tối ưu hệ thống game tốt hơn, giúp bạn chơi mượt hơn. Còn trong quá trình cài đặt giả lập, tải game mà bị lỗi thì hãy để lại ý kiến trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giúp cho. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.